Thưa quý vị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cũng như cập nhật những phương pháp kỹ thuật mới trong can thiệp tim mạch là hoạt động được Bệnh viện Trung ương Huế đẩy mạnh thực hiện để đáp ứng tốt nhu cầu điều trị bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là trường hợp một bệnh nhân nam bị hẹp động mạch vành được tiến sĩ bác sĩ Hồ Anh Bình, trưởng khoa cấp cứu tim mạch can thiệp Bệnh viện Trung ương Huế cùng ekip tiến hành đặt stent động mạch vành. Ngoài việc cứu sống bệnh nhân, hình ảnh quá trình can thiệp sẽ được kết nối ra hội trường để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các bác sĩ, chuyên gia tim mạch can thiệp trong và ngoài nước. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, ước tính hàng năm tiếp nhận và thực hiện khoảng 7.000 các thủ thuật về tim mạch can thiệp, góp phần cứu sống kịp thời nhiều bệnh nhân tim mạch. Hàng năm chúng tôi thực hiện gần 7.000 các thủ thuật về tim mạch can thiệp, và trong tất cả các kỹ thuật đó, ví dụ giống như can thiệp tim mạch vành, can thiệp tim bẩm sinh, rồi can thiệp về stent graft động mạch chủ, rồi can thiệp về điện sinh lý cơ tim, rồi hệ thống ngoại biên, nói tóm lại là chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều trường hợp và cứu sống rất là nhiều bệnh nhân, và do đó thì sự tin tưởng của bệnh nhân đã tới với Bệnh viện Trung ương khá là nhiều. Cả có một số bệnh nhân ngay cả đi từ các thành phố khá là lớn ở phía Nam, phía Bắc cũng như các tỉnh miền Trung Tây Nguyên đều tập trung vào đây, và chúng tôi đã cứu sống khá là nhiều. Tại hội thảo chuyên đề những ranh giới trong can thiệp tim mạch do Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Philips Việt Nam tổ chức mới đây, các bác sĩ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực can thiệp tim mạch trên cả nước đã cập nhật những phương pháp kỹ thuật mới trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Trong đó, một số kỹ thuật trong tim mạch can thiệp liên tục được triển khai như nghiên cứu ứng dụng phương pháp phẫu thuật hybrid trong quá trình điều trị bệnh lý tim mạch phức tạp, đánh giá FFR trong chẩn đoán và can thiệp động mạch vành, làm thế nào để giảm chiếu tia X trong phòng can thiệp. Đối với Bệnh viện Trung ương Huế thì ngoài cái việc là đào tạo cho các đơn vị khác thì chúng tôi đã từ đào tạo, chúng tôi có một số lượng rất là lớn các bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, cũng như là cũng chúng ta có kế hoạch hợp tác đào tạo các trung tâm lớn ở trong nước cũng như nước ngoài. Chúng ta đã gửi các bác sĩ đi tu nghiệp nước ngoài với cái trình độ ngoại ngữ khá là tốt, nên là tiếp thu rất là nhiều cái kiến thức mới, cũng như là một số trường hợp chúng tôi mời các chuyên gia hàng đầu của thế giới cùng làm việc với chúng tôi, và từ đó các bác sĩ trẻ có thể tiếp cận và nắm chủ được các kỹ thuật vừa chuyên sâu vừa mới. Bên cạnh công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trong cả nước và cả nước ngoài, công tác nghiên cứu khoa học cũng được Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng thời giới thiệu các giải pháp chăm sóc tim mạch toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn về chất lượng và hiệu quả vận hành của các khoa tim mạch khi bệnh lý tim mạch đang ngày càng gia tăng cả về khối lượng lẫn mức độ phức tạp.